gọi là tự phụ rồi nhá khi nhận xét cái là là cảm thấy là dỗi ngay đấy, hôm trước có một bạn hôm trước có một bạn hỏi tôi đấy bạn ấy bạn Hương bạn ấy hỏi câu hỏi là thầy ơi nếu nghiên cứu của em dùng bộ bộ câu hỏi đáp án nhiều lựa chọn nếu em tính đúng hết các lựa chọn mới được điểm thì hạn chế của nó là gì em hỏi này thì tôi chịu thôi làm sao biết được làm sao biết là cái hạn chế của em là gì đúng không? Đấy. <laughs> làm sao biết hạn chế của em là gì được đúng không? thì cái này cái này em phải dựa vào thực ra cái hạn chế nghiên cứu của em ấy đấy. Từ lúc này tôi vừa nói lý thuyết đấy tôi vừa nói lý thuyết nhé hạn chế nghiên cứu đó là những cái yếu tố nó khiến cho cái kết quả nghiên cứu của mình nó không phản ánh được đúng cái sự thật đúng không? Đấy. hay là nó làm sai lệch cái kết quả nghiên cứu của mình đấy, thì đấy chính là hạn chế nghiên cứu Thế thì mình cần phải xem xem là gì là cái việc là cái cái đáp án này này nếu mà giả sử những cái đáp án đấy nó nó nó, nó khi mà em phải đưa ra quy tắc đấy thì nó có ảnh hưởng gì đến cái kết luận của mình không đấy, kết luận đấy, từ kết luận đưa ra khuyến nghị đúng không? Đấy. Thì lưu ý là gì nghiên cứu nhá cái mục đích sâu xa của nghiên cứu đó là tạo ra những kiến thức mới để mang lại lợi ích cho con người em làm nghiên cứu là gì để để mình ứng dụng vào để mang lại cái lợi ích mang lại lợi ích nhé lợi ích cho con người ví dụ như là người người dân trong cộng đồng hoặc là những cái bệnh nhân của em ví dụ thế chẳng hạn đúng không đấy thế thì thì khi mình đưa ra khuyến nghị đấy thì người ta sẽ thì giả sử như là bác sĩ chẳng hạn này, những cái người thường hành chẳng hạn hoặc là hoặc là nhà hoạch định chính sách chẳng hạn họ sẽ quyết định là làm cái việc đó hoặc là không làm việc đó đấy. thế thì cái kết quả của mình nó ảnh hưởng như nào đến cái việc đấy, Đúng không? đấy. thử nhá thử để, để 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 tôi thử hỏi xem là tôi thử hỏi nhá tôi thử hỏi cái chat GPT trong trường hợp này xem nó trả lời như nào nhá thử nhá. <laughs> đây này em này đấy đây em có thể sử dụng là hãy giúp À, giúp tôi trả lời câu hỏi này nhé. Hạn chế khi sử dụng bộ câu hỏi với đáp án nhiều lựa chọn này, à, tăng độ khó và áp lực của người tham gia có đúng không? đấy mình dựa vào cái cái này cái này nó gợi ý cho mình nhé nhưng mà phải dựa vào thực tế xem là có thực sự nó như vậy không đúng không? dễ gây nhầm lẫn và tạo ra kết quả không thực sự phản ánh đúng kiến thức của người trả lời này đúng không? đấy nó làm sai lệch thế này. Đấy. Thứ ba là ảnh hưởng đến độ tin cậy của dữ liệu có bị ảnh hưởng như vậy không? Đấy. khó khăn trong phân tích đúng không? Đấy các, các bạn cả lớp thấy hay không nhỉ thấy hay đánh chữ hay cái tuyệt vời đúng không? tuyệt vời đúng không thấy hay hay tuyệt vời thấy hay hay tuyệt vời đúng không bây giờ chúng ta có các cái công cụ thế nhưng mà khi mà chúng ta khi mà chúng ta dùng nó nhé chúng ta phải có trí tuệ chúng ta cần phải hiểu cái bản chất để lúc nãy tôi nói với các bạn đấy nhiều khi các bạn hỏi là hạn chế nghiên cứu nhưng các bạn trong trong đầu các bạn các bạn chả biết là cái cái hạn chế nó là cái gì và cái hạn chế để làm gì và vì sao mình phải viết ra cái phần hạn chế nghiên cứu đúng không nhiều bạn nhé nhiều bạn chả biết cái chuyện đấy nhiều bạn chả biết chuyện đấy thậm chí nhiều bạn làm nghiên cứu xong chả biết là mình cái ý nghĩa của nghiên cứu nó là cái gì nên không hiểu là vì sao các cái thành phần nó cần phải kết nối với nhau đâm, đâm ra là mình cứ đi mình cứ copy cái chỗ nọ xong dán ở chỗ kia đúng không xong đầu xong bỏ em hoặc là một số bạn này thì cũng gọi là chịu khó làm nhưng mà nó không logic được với nhau, đấy mà 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 nhiều bạn thì là gì nhỉ à, rất là gọi là tự phụ phải Khi nhận xét cái là là cảm thấy là dỗi ngay ngày hôm trước có một bạn hôm trước có bạn hỏi tôi, đấy. bạn ấy thì thì chuẩn bị à, à, gọi là chuẩn bị bảo vệ cơ sở rồi đấy. bảo vệ nghiên cứu sinh nhá đấy. gửi hỏi tôi Thế thì tôi nhìn thấy là cái cái vấn đề nghiên cứu của bạn ấy là nó 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 đang rất mơ hồ nó không đâu ở đâu cả. Thế thì tôi mới nhận xét thì lúc đấy thì mình cũng mình cũng gọi là là rất là chia sẻ thôi thì tôi nhìn thấy thế tôi bảo là tôi thấy là cái 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 vấn đề nghiên cứu của em nó chưa rõ ràng lắm. Thế thì em phải xem lại các thứ. Thế là tự nhiên bạn ấy dỗi bạn ấy bạn ấy dỗi ầm 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 lên mà bạn đi hỏi tôi nhé. Đấy thì bạn bảo là em là chuẩn bị để là bảo vệ em học nghiên cứu sinh chuẩn bị để bảo vệ rồi mà thầy lại bảo em để cái vấn đề nghiên cứu của em nó không rõ ràng thế mới căng nhỉ? Thế nên là, <laughs> thế nên là, nên là các bạn, thế nên là, thế nên là gì nhỉ? Các bạn đấy đấy là không không hẳn nữa nhé. Đôi khi là các bạn mà mà mới làm nghiên cứu là bị dối như thế là chuyện bình thường nhưng thậm chí có những người mà mà đấy chuẩn bị tốt nghiệp rồi nhưng mà vẫn có vấn đề như vậy. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta không xác định những cái việc, việc đấy thì khi mà mình mình ra hội đồng thì chúng ta sẽ gặp vấn đề thôi Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.